vậy? Kêu nó xuống này. Lôi nó xuống đây rồi. Xuống mày. Ôi, xuống. Ê, ôi trời. Tại mày mà ba tao chết nha. Ôi trời. Ổng chết rồi ai đưa tiền cho tao? Ổng chết rồi ai chia tài sản cho tụi tao? Thôi mày. Tại mày không ghé vô cho ba tao ăn sáng mà ba tao chết đó. Trời ơi, mấy anh ơi. Ba anh đang thở oxy làm sao mà ăn được? Mày lái xe cấp cứu chậm, giờ ba tao chết rồi mày tính sao? Trời ơi, tôi lái xe cấp cứu thôi, tôi không biết làm gì hết trơn. Mấy anh muốn làm gì mấy anh làm đi. Quất, quất. Ôi da, ai da, ai da, ôi da. Ai da, mày như vậy? Mấy anh mất vậy? Tao chết hồi nào mà tụi bay chù cho tao chết hả? Chú em, chú em. Dạ. Chú em có làm sao không? Dạ, sắp chết thôi. Trời, tôi chưa chết. Mà cái tụi này nó chù tôi chết để nó chia gia tài đó mà. Người đó tốt, người ta chở tao đi bệnh viện mà sao tụi bay đánh người ta vậy hả? Tụi bay muốn tao chết phải không? Đầu lũ con bất dạy. Tao không bao giờ chết đâu. Tao chỉ giả bộ chết thôi. Đó mấy anh thấy chưa? Ba mấy anh có chết đâu mà mấy anh đè tôi ra đánh gì thú vậy? Mấy anh có phải là con người không? Rồi ba tao không chết, tại sao mày dừng xe lại? Trời ơi! Mày nói! Mày dừng xe lại!